Chào các bác, em lên sóng con máy rửa bát, con bột rẻ Panasonic NPTR9. Chiếc này bảo giá luôn, bán là 3,9 triệu, bảo hành 2 năm cho các bác nhé. 3 triệu 9 bảo hành 2 năm. Các bác nào đang có nhu cầu thì các bác lô mã số 6 NPTR9. Hình thức thì các bác nhìn như trên hình nhé. Đấy, nhìn như hình. Đây là hai số điện thoại giao dịch bên em có Zalo. Các bác mua hàng qua hai kênh YouTube này hoặc qua Zalo, các bác nhắn hoặc alo cho em nhé. Các bác khi xem thì ấn đăng ký kênh ủng hộ bên em vậy. Một con TR9 giá bán 3,9 triệu. Mã số 6 bảo hành tận 2 năm nha các bác. Lưng tôn đẹp này, tiếp. Năm sản xuất 2017. TR9 series 1151. Mặt mũi Mica các thứ thì các bác nhìn nó như hình. Lưng bên này cũng được đẹp. Các tính năng TR9 Eco Navi, hẹn giờ, thời gian sấy, kèm giữ khô bát đũa, rồi là rửa, tiêu chuẩn nước nóng 80 độ C. Đấy, cứ cấn lần lượt chạy này thôi. Bác rửa một lần này nó sẽ nhớ nhé. Nội thất TR9 sạch đẹp, không bao giờ hỏng tất cả mọi thứ. Vâng, là chốt chiếc này alo em nhé, bảo hành 2 năm, giá 3,9 triệu. Cảm ơn các bác.